Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Như thường lệ, lời nói đầu tiên, cho phép Sơn Còi xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn. Chúc cho toàn thể quý vị các bạn chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog ngày hôm nay, xin được cập nhật và chia sẻ tới quý vị và các bạn lễ tang của Hương Linh anh Lê Thanh Hải. Anh Lê Thanh Hải sinh năm 1975 tại Tam Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh Lê Thanh Hải đã không may mắc phải một căn bệnh trọng, mặc dù anh đã được vợ, con cùng với tất cả mọi người trong gia đình đã đưa đi các bệnh viện, cũng được các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, song vì căn bệnh quá hiểm nghèo, anh đã không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng. Anh từ trần vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 7 tháng 9 năm 2023, tức ngày 23 tháng 7 năm Quý Mão. Anh ra đi hưởng dương 49 tuổi đời. Nhận được tin, anh Lê Thanh Hải sau một thời gian chống chọi với căn bệnh đã không qua khỏi, nay mọi người đã trở về với gia đình của anh để tổ chức tang lễ cho anh và đưa tiễn anh ra nơi an nghỉ cuối cùng. Kể từ khi anh Hải mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, gia đình cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm thăm hỏi của các cụ, các ông, các bà, các bác, cô chú, anh chị và bạn bè. Mọi người đã động viên và giúp đỡ gia đình rất nhiều. Nhưng vì căn bệnh của anh quá nặng, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh, sức cùng lực kiệt, anh đã không qua khỏi, ra đi mãi mãi, để lại người vợ trẻ cùng với các con vẫn còn thơ dại. Giờ đây thì mọi người chẳng biết phải nói làm sao khi trở về với gia đình của anh Hải. Nhìn thấy anh nằm đó, ai cũng rất thương và xót xa trước cảnh âm dương chia cách đôi đường. Vậy là kể từ nay, mỗi khi dỗ Tết hôm rằm hay những khi dịp lễ Tết thì chẳng còn thấy được bóng dáng thân hình của anh Hải trở về với mọi người, để rồi lại sum vầy quây quần bên nhau. Mọi người ai cũng tưởng rằng ở độ tuổi của anh thì vẫn còn nhiều điều muốn cống hiến cho gia đình, xã hội, và với rất nhiều hoài bão, mơ ước ở phía trước. Nhưng ngày hôm nay thì anh đã dừng lại và không quay trở về với mọi người được nữa. Thương anh lắm, thương anh rất nhiều, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Giờ phút này mọi người cũng chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho anh ra đi được thanh thản và sớm được siêu thoát. Quý vị và các bạn theo dõi được video, hãy cùng với kênh của Sơn Còi Vlog để lại những lời bình luận chia sẻ để cùng động viên cho gia đình của anh Lê Thanh Hải sớm vượt qua mất mát đau thương quá to lớn này. Sơn Còi Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo lễ tang của anh Lê Thanh Hải. Thank you.
Thank you.